Hello, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn là cái sợi dây sơn. Này là mình tự sơn nha. Đây là mình tự sơn nè. Là cái này sơn cũng rất là dễ ha. Các bạn tháo sợi dây sơn này ra. À, mà mở cái phe ha. Đây nó có cái phe. Cái phe nằm bên này nè. Chỗ này nè. Đây. Tháo cái phe này ra. Xong rồi mình mua một chai nước sơn sơn xịt ATM ATM hoặc là cái hũ nước sơn nhỏ nhỏ thì mình thích màu nào thì mình mua màu đấy ha, màu xanh màu đỏ màu vàng gì đó, thích màu nào mua màu đấy, xong rồi mình về mình sơn luôn thôi. Nhưng mà trước khi sơn mình phải rửa sạch ha, tháo ra xong rồi mình rút xăng ở trong bình ra, xong rồi rửa sạch, xong rồi phơi khô, xong rồi phơi sơn xịt lên hay là lấy cọ chấm lên. Nhưng mà đợi khô mình ráp vô ha. Nếu mình chưa khô mình ráp vô nó sẽ bị trầy, nó sẽ bị tróc ra lại. Nên là nên để một ngày hay hoặc là 2 ngày cho nó khô xong rồi mình mới ráp vô. Đây là thành quả ha. Nó nhìn cũng khá là đẹp. Cái này mình cũng không biết là nó sẽ bền được bao lâu. Mình cũng mới làm thử ra. Rồi, chúc các bạn thành công nha.